Hai điện tử Ngọc Khải xin chào quý anh em nha. Bữa nay quay thanh lý cho mấy anh em cái mấy cục công sức nè, hai cục. Cục này là cục MA 8,5 nè, hai kênh, ngoại hình đẹp nha, đẹp long lanh ạ. Tám mươi trăm á, thằng phô lớn nè. Này là 32 con, 2, 4, 6, dưới bù áp con, bù áp mà không tính đi, 6, 6, 12, 32 con, tụ 6 tụ nè. Mạch cắt súp, mạch căng ngoại hình còn đẹp nha. Quay lại sau lưng cho mấy anh em coi, led gai dây to đùng ạ. Không lỗi làm gì nha, chưa sửa chữa luôn. Mấy thu lời của mấy anh em rồi, quay lại cho mấy anh em rồi, thanh lý cho mấy anh em. Cục này mới còn 80-90% bán cho anh em 3 triệu thôi. Số điện thoại của em là 036 9050 836 nha. Anh em có cần thì liên hệ em. Mấy cái này em bán cũng nhanh lẹ lắm nha mấy anh em. Có hai sò cảm biến nóng ngắt nè, hàng này cũng hàng cao cấp đó. Đây cục V3 nữa nè mấy anh nè. Đúng dọn cái ý da nè, V3 này là chưa có thổi bụi chi gì hết nha. Về mở cho quay cho mấy anh em nè coi, dây cũng lớn. B3 này chắc rồi, tăng phô bự. D3 2, 4, 5, 10, 20 con, 4 tụ nè. Hai kênh quạt gió bự dày vậy. Này còn mới nha, bụi thôi, không có vệ sinh. Đấy đi con, cởi đi chút nó qua điện. À cái này thanh lý cho mấy anh em 2 triệu thôi. Bán chơi cho vui chơi thôi chứ đâu có lời lớn gì. 2 triệu thua cái em ly. Này, trả lại con này. Đẹp, ok ạ. Điện thoại của em là 036 nha, 9050 836. Quanh số này mấy anh em, đẹp lắm. DSB 3000. Mùi xít FS mít đẹp. Này thanh lý cho mấy anh em 2 triệu thôi, đẹp lắm nha. Rồi mấy anh em cần gì thì liên hệ cho em nha. Điện thoại của em là 036 9050 836. Mấy anh em coi video nhớ cho em xin một lượt đăng ký, một like ha. Rồi, chào mấy anh em nha.